Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu F-16. Lô máy bay phản lực F-16 đầu tiên được mong đợi từ lâu đã đến Ukraine, một nỗ lực mà Kiev cho biết sẽ giúp xây dựng lại lực lượng không quân đang cạn kiệt của mình. Máy bay F-16 do Lockheed Martin LMTN chế tạo đã nằm trong danh sách mong muốn của Ukraine trong một thời gian dài vì sức mạnh hủy diệt và khả năng cung cấp trên toàn cầu. Máy bay chiến đấu được trang bị pháo 20mm và có thể mang bom, tên lửa và rocket. Đan Mạch đã cam kết tặng tổng cộng 19 máy bay phản lực, trong khi Hà Lan đã hứa sẽ cung cấp 24 máy bay. Cả hai quốc gia đều là động lực thúc đẩy liên minh quốc tế cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Na Uy cũng tuyên bố sẽ tặng 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Các phi công và nhân viên mặt đất đã được các đối tác phương Tây của Ukraine đào tạo trong nhiều tháng. Quân đội Ukraine đã phải dựa vào một phi đội máy bay phản lực thời Liên Xô, tương đối nhỏ khi họ chiến đấu để ngăn chặn cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Ukraine coi việc bổ sung F-16 là một bản nâng cấp quan trọng cho không quân của mình. Các nhà phân tích và quan chức cho biết F-16 không chỉ chứng minh được bước ngoặt trong cuộc chiến, bắt đầu với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Giai đoạn thứ 3 của cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược bắt đầu tại Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên kênh Telegram rằng, giai đoạn thứ 3 của cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược của Nga đã bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị các đơn vị cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu. Bộ này cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của các quân khu miền Trung và miền Nam, cũng như lực lượng không quân vũ trụ. Bộ này cho biết, là một phần của giai đoạn này, nhân sự từ các đội hình tên lửa của các quân khu miền Trung và miền Nam sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, bao gồm tiếp nhận đạn dược huấn luyện đặc biệt cho hệ thống tên lửa chiến thuật hoạt động Iskander-M, trang bị các xe mang tên lửa và bí mật di chuyển đến các khu vực vị trí được chỉ định để chuẩn bị cho các vụ phóng điện tử. Bộ này cũng cho biết thêm rằng nhân sự từ các đơn vị không quân của lực lượng không quân vũ trụ tham gia cuộc tập trận sẽ thực hành trang bị đầu đạn đặc biệt cho các phương tiện tấn công trên không và bay đến các khu vực tuần tra được chỉ định. Trước đó, trong khuôn khổ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc tập trận lực lượng hạt nhân phi chiến lược, các vấn đề chuẩn bị cho các đơn vị của quân khu phía Nam và Leningrad, các đơn vị của lực lượng không quân vũ trụ và hải quân để sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu đã được đưa ra. Tân Tổng thống Iran tuyên thệ nhậm chức. Ông Masoud Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phát biểu trong buổi lễ được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Pezeshkian bày tỏ cam kết bảo vệ tôn giáo chính thức, hệ thống Cộng hòa Hồi giáo Iran và hiến pháp của đất nước. Ông Pezeshkian dự kiến công bố chính phủ mới trong vòng 2 tuần. Tham dự sự kiện trên cũng có các quan chức cấp cao của một số quốc gia như Armenia, Tajikistan, Ai Cập, Sudan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Azerbaijan, Cuba và Brazil. Đặc phái viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora cũng tham dự. Ông Pezeshkian, 69 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của Iran ngày 5 tháng 7 vừa qua. Ông là một nhà cải cách và một bác sĩ phẫu thuật tim, từng giữ chức bộ trưởng y tế dưới thời tổng thống theo chủ nghĩa cải cách Mohammad Khatami trong giai đoạn 2001-2005. Ông Pezeshkian đã kêu gọi quan hệ mang tính xây dựng với các nước phương Tây để đưa Iran thoát khỏi sự cô lập, cũng như ủng hộ việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử, còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện, JCPOA. Theo kế hoạch ban đầu, Iran tiến hành bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào năm 2025. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã được đẩy lên sớm sau khi tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5 vừa qua tại vùng núi ở tây bắc nước này. Mỹ viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Philippines. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay thông báo Washington sẽ dành cho Philippines khoản viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh với đồng minh lâu đời nhất của nước này trong khu vực. Thông tin trên được ông Blinken đưa ra tại cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại 22 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Manila.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cũng mô tả đây là khoản đầu tư hiếm có để giúp hiện đại hóa lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Khoản viện trợ bổ sung này là một phần trong gói viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 2 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt hồi tháng 4 năm nay. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, mặt trận nóng nhất chiến trường tiếp tục là ở tỉnh Donetsk. Nga có ưu tiên mới ở Ukraine. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, trong ngày 1 tháng 8 có 98 trận đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine trên khắp mặt trận. Theo bộ này, trong ngày qua quân Nga mở 59 lần không kích, hơn 623 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và nã hơn 3.400 viên đạn pháo vào các điểm tập kết quân và các khu định cư ở Ukraine. Nga phá hủy Patriot, tấn công Ukraine trên 147 trận địa. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, trong ngày 1 tháng 8 quân Nga đã phá hủy 3 bệ phóng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất, một trạm điều khiển máy bay không người lái, UAV và các cụm nhân lực của Ukraine. Theo bộ này, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga trong ngày qua đã tấn công 4 lữ đoàn Ukraine và gây thương vong cho quân đối phương khoảng 280 binh sĩ khi chiến đấu ở Kharkiv. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn, tấn công 7 lữ đoàn Ukraine và gây thương vong cho khoảng 535 binh sĩ Ukraine trong ngày qua. Nhóm tác chiến phía Nam đã đẩy lùi một cuộc phản công của quân Ukraine và gây khoảng 570 thương vong cho các đơn vị quân đội đối phương. Nhóm tác chiến phía Đông đã gây ra khoảng 125 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy một trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực nhóm này phụ trách. Nhóm tác chiến trung tâm đã tấn công 5 lữ đoàn Ukraine và gây thương vong cho khoảng 365 binh sĩ Ukraine trong ngày qua. Nhóm tác chiến DNEPG của Nga đã tấn công 4 lữ đoàn Ukraine và gây thương vong cho khoảng 90 binh sĩ Kiev trong khu vực nhóm này phụ trách. Chiến sự Nga, Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi hai bên tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ đối phương. Nga mở đợt oanh tạc UAV lớn nhất vào Ukraine từ đầu chiến sự. Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý về chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2 tháng 8 năm 2024. Nga thay đổi chiến thuật, siết vòng vây Pokazovsk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV, quân đội Nga đã giành được nhiều bước tiến chiến thuật gần thành phố Donetsk, nơi từng là tâm điểm giao tranh ở Donbass. Ukraine tấn công kho vũ khí của Nga ở khu vực Kursk. Quân đội Ukraine cho biết đã tấn công một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự ở khu vực Kursk thuộc phía Tây của Nga vào tối qua, đánh dấu cuộc tấn công mới nhất trong hàng loạt cuộc tấn công của Kiev vào khu vực này. Trong một thông báo ngày 31 tháng 7, quân đội Ukraine tiết lộ lực lượng này đang đánh giá tổn thất gây ra cho đối phương. Phía Nga cho biết đã điều động lực lượng phòng không của mình để cố gắng chống lại cuộc tấn công, nhưng các vụ nổ đã được nhìn thấy tại các địa điểm bị nhắm tới. Nga huấn luyện quân đội ở Ukraine sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường. Nga sẽ huấn luyện các lực lượng của nước này ở Ukraine sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo trên Telegram rằng các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các tên lửa đạn đạo Iskander-M và nhiều loại chiến đấu cơ khác nhau. Trong cuộc tập trận, các vấn đề về chuẩn bị cho các đơn vị lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu sẽ được giải quyết, thông báo trên cho biết. Ông Zelensky nói bầu cử Mỹ là thách thức và rủi ro đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ và kết quả của nó có thể đặt ra thách thức và rủi ro cho Ukraine. Tình hình hiện tại ở Mỹ là một thách thức. Có những rủi ro không thể dự đoán được nếu ông Donald Trump giành chiến thắng. Chúng tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước đây, nó khá hợp lý, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử, Tổng thống Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp. Dù vậy, ông Zelensky tin rằng đa số trong Quốc hội Mỹ sẽ vẫn ủng hộ Ukraine. Tiết lộ đề nghị của ông Zelensky với Trung Quốc để chấm dứt xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31 tháng 7 cho biết Kiev không muốn Trung Quốc hành động như một bên trung gian hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài 29 tháng qua giữa nước này với Nga, song hy vọng Bắc Kinh sẽ gây sức ép lớn hơn với Moscow để chấm dứt xung đột. 4 hạm đội Nga tập trận hải quân quy mô lớn hiếm thấy. Nga bắt đầu tiến hành tập trận hải quân quy mô lớn với sự tham gia của các hạm đội Nga, bao gồm hạm đội Thái Bình Dương, Baltic, Biển Bắc và Caspia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng chỉ huy hải quân ở mọi cấp độ và mức độ sẵn sàng chiến đấu của thủy thủ đoàn, không quân hải quân và lính ven biển. Nga tung đàn em của UAV SAS vào Ukraine. Sau nhiều tháng dài đối phó với các cuộc tấn công của UAV tầm xa SAS, Ukraine có thể phải đối mặt với em gái của SAS có tên gọi là Gerberer. Truyền thông Ukraine đã báo cáo về một thiết kế máy bay không người lái, UAV mới chưa từng thấy trước đây, của Nga, được phát hiện gần Kiev ngày 24/7. Ukraine nhận tiêm kích F-16 đầu tiên. Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Litva và một quan chức Mỹ cho biết, lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên được mong đợi từ lâu đã đến Ukraine ngày 31 tháng 7. Máy bay F-16 nằm trong danh sách mong muốn của Ukraine từ lâu vì sức mạnh hủy diệt và khả năng tác chiến cơ động. Tiêm kích này được trang bị pháo 20mm, có thể mang bom và tên lửa.